Chào các bạn nha. Nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món canh môn truyền thống của người Thái này các bạn. Giờ đang thước đi bỏ để mình làm cho nó mau nhừ và khỏi nó ngứa nữa các bạn nha. Ngứa là ngứa ở vỏ bên ngoài. Thấy lại một số gia vị mình cũng đi tìm về sẵn rồi các bạn nha. Rau này. Rau này là rau cải song này. Đây là hồng núi này. À còn rau cải cây kia nữa. Chuẩn bị để cho mình sẽ chấm với lại món canh này các bạn nha. Còn đây là đang luộc cái da của con bò các bạn nha. Nấu canh này phải nấu với da bò này mới ngon này. Đang hái rau này các bạn nha. Cái món canh này không thể thiếu được cái rau cải này. Cải non này ăn nó rất là ngon. Ăn với canh môn. Đang bỏ cái môn vào trong nồi các bạn nha. Đổ vào luôn đi, đổ luôn. Còn một món thứ hai nữa các bạn nha, là món hoa đu đủ đực các bạn nha. Mà mình làm một món nộm này. Cái gia vị rau thơm của nó thì chỉ có rau gì, rau dóc cá. Đấy, nguyên rau dóc cá thôi. Với lại mình có bừng thì mình bỏ hạt bừng vào nữa. Nhưng mà đây là có hạt bí thôi. Đây cũng là một món ăn rất là ngon và đặc sản của người Thái các bạn nha. Cho gà mạnh lên nha. Đây món hạt khẹn của người Thái các bạn nhé. Không thể thiếu với lại những gia vị của người Thái các bạn nhé. Hạt khẹn nhé các bạn nhé. Đang bỏ nó lên mùi. Sao đây? Các bạn nha, món canh này sẽ bỏ thêm bỏ cái gia vị bằng lá chanh với lại lá mùi gai các bạn nha. Cái này là hôm nay có cả món thịt rắn băm các bạn nha, xong rồi làm này. Đây nói chung là đây chỉ là ngoài ngoài món giới thiệu thôi các bạn, nhưng mà cái này là chỉ là thêm. Đây các bạn nha, cái món canh này là không thể thiếu với lại rau cải cây để mà chấm này, để ăn này. Đây là món đặc sản ẩm thực của người Thái. Đây canh môn kìa các bạn nhé. Còn đây là món hoa đu đủ các bạn nhé. Còn đây là rượu ngô mà rượu ngu. Thôi mời đi nhỉ. Ồ, rượu nặng ghê ạ. Chấm chưa? Chấm lên canh môn. Đấy, ăn chấm như vậy các bạn nha.
ai da hoa tuyệt vời, ai da siêu cưa, ai đạt bao ủng bao. À, đến đây mình tắt máy quay các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau các bạn nha.